quan trọng nhất, những lời của Kiệt nói 3 năm nay, 182 cái clip, đều là lời thật, người thật, việc thật. Chỉ có lạ có một cái á, là Kiệt mang cái trí của suốt thời gian xuống trần, Kiệt không có được may mắn ăn học nhiều với quý vị, cho nên nó gọi là ngốc cũng được, ai muốn nói mình kiểu nào cũng được. Ngốc cũng cỡ như Lục Tổ hồi xưa cũng ngốc dốt. Thì ngốc này miễn sao làm có lợi cho mọi người, có cái tâm bình an trong lúc này, và biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm mà đọc, để mà được cha mẹ rước, lỡ như ngày mai có Covid nó tấn công trở lại thì sao? 7 triệu người đó, họ đâu có đủ phước để đọc kinh Thiên Tâm đâu. Thì mọi người cứ gắng nhìn đó là bài học. Còn trí thế gian, học thế gian nó khác hơn suốt thế gian. Một đời người của mình rất là ngắn ngủi. Gần đây Kiệt có một ông anh trên trời xuống. Ông nói đệ trở nó cầm cuốn sách chạy vòng vòng bên cha. Mà sao xuống trần á, tức là ở trên trời á, là cầm cuốn sách chạy vòng vòng trong thiên đình á, chơi là bên cha là cầm cuốn sách. Xuống đây thì không có đủ giờ để học. Người trên trời bây giờ Kiệt mới biết được á, họ không có phải là da vàng, da nâu, da trắng như mình nha. Da màu xanh lá cây cũng có nữa, da màu xanh dương cũng có. Mới vừa họp thấy ngộ lắm. Mình mới biết là cái hỏi để xuống trần bao lâu rồi. Đã vừa rời khỏi nhà khoảng 3 ngày. Nhưng mà dưới trần gian này là 300.000 năm rồi. Kiệt lặn lộn khắp tất cả các cõi ta bà này. Không phải thành tinh này mà những thành tinh khác. Là ông nói là 300.000 năm của thế gian đó. Từ Bắc của Lưu Châu qua những cái thành tinh khác. Rồi bây giờ trở vô trái đất mấy nghìn năm nay. Từ thời làm cơ xương, tức là diệt chủ dương á. Rồi tới làm tầng thế hoàng bây giờ ngồi đây. Tức là mấy trăm nghìn năm của cái trái đất này. Mà trên trời mới có 3 ngày thôi. Cũng khiếp không? Cũng giống ngày xưa. Ngày đầu tiên á, chị cũng có nói. Đại để là mấy trăm nghìn năm. Cho nên học thế gian 100 năm chả là cái gì của mình hết. Cầm mấy cuốn sách giỏi lắm. Lấy cái bằng kỹ sư rồi đem cái lương khá khá về nuôi vợ thôi. Chứ còn ở thế gian này mấy vị nói học hoài học không hết, mênh mông bao la. Đó là lâu lâu cái mình ngồi mình so sánh thời gian trên đó, so sánh thời gian với trái đất. Mình chỉ biết được cái đạo Thiên Tâm thì những lời của mình nói quay phim rồi vô, nó sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm về sau. Với cái lòng từ bi thì không có muốn tất cả những người không hiểu mà cứ đi nói theo cái góc cạnh của mình, giống như một người vẽ con voi vậy đó. Mà nhất người càng học giỏi càng thích vẽ. Những con họ thiên á, những người mà có đại duyên đại phước, chỉ cần nghe gì thôi á, thấy gì xuất hiện thôi là biết tu rồi.